mạnh lắm anh, em lắp vô tôi cho anh thử máy biết ngay à. Máy là tụi em máy có bảo hành với đồng 100%, anh xài yên tâm, anh không ngại vấn đề gì. Thấy đây mới mở là đúng rồi. Là cái cúp nhanh lắp vô là mình in nó như này đưa vô. Đấy, nó khớp này khớp nó nhanh rất rất là dễ. Anh cầm anh chết được, nó mạnh cực kỳ luôn. Có thuốc chưa? Anh bóp còn thì nó mới chạy á. À? Nó rất là vòng tay đấy, cái này có cái khớp đây là anh cứ lắp vô thôi đấy. Khi mà mở thì anh nâng cái này anh lấy ra đúng không, là anh phải chuyển cái chế độ nhẹ của nó như thế này để anh cứ xoay xoay như thế này đấy. Anh mà xịt đấy là anh phải chuyển cái chế độ này là anh nó hút cái này vừa, còn anh để chế độ mà nó xịt mạnh á là anh bóp cái là nó hút hết luôn ở trên